Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số món hàng nha. Cũng gồm có túi thôi mọi người. Mình bây giờ thì hàng hóa nó ít cho nên là chủ yếu là túi với bóp da đều là nó thường xuyên nha mọi người. Rồi trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức và giá của từng sản phẩm. Anh em có điều kiện thì chuyển khoản, còn không có điều kiện thì nhận hàng trả tiền bình thường nha mọi người. Đó là gọi là ship code á. Anh em điều quan trọng nhất khi mua hàng là xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định đặt hàng. Và khi quyết định đặt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em mua hàng xem, nghe, suy nghĩ kỹ coi món hàng đó như thế nào, công dụng ra sao, xuất xứ từ đâu, có lỗi lầm gì hay không. Rồi mình hãy đặt hàng nha mọi người. Và đặt hàng thì anh em lưu ý là bàn với gia đình thật kỹ coi món hàng đó nó có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không. Đặc biệt là có phù hợp với túi tiền của mình hay không, phù hợp với gia đình mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng. Đừng có gấp nha mọi người, đặc biệt là nếu mà mua tặng vợ rồi đó thì hỏi vợ coi có đồng ý hay không nha. Rồi mình hãy đặt, để em coi. Mình đặt về mà vợ không đồng ý thì buồn phiền, nó không có được vui. Về hình thức bán hàng là như thế, có điều kiện thì chuyển khoản, còn không thì nhận hàng trả tiền bình thường. Rồi về giá thì đã bao gồm phí vận chuyển hết. Anh em mua hàng thì chỉ trả đúng số tiền mình công bố trên clip thôi. Còn anh em mua từ 2 sản phẩm trở đi thì sẽ được giảm 30.000 đồng. Ví dụ anh em mua món đầu tiên là 200, món thứ hai là 200, hai món cộng lại là 400 thì anh em sẽ chỉ trả 370.000 thôi. Đó. Và nếu anh em mua 3 sản phẩm thì trả là 540. Anh em mua 4 sản phẩm thì 701, thì cứ như vậy đó. Anh em mua nhiều thì mỗi từ sản phẩm thứ hai sẽ được giảm 30.000 đồng. Rồi, về hình thức và giá là như thế. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em. Và anh em vui lòng nhấn like, chia sẻ để cái clip của mình được nhiều người biết đến. Hàng hóa nó bán nhanh thì sẽ đi tìm những nguồn hàng mới, thì anh em sẽ có được, có cơ hội để sử dụng được những món hàng mà mình ưng ý nhất cho mọi người. Rất chân thành cảm ơn anh em. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chính luôn nha. Rồi, mở đầu là hai chai nước hoa nha mọi người. Chanel nha. Chai mã số 1 là giá 1 triệu, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Chai này nó còn nguyên chưa khui luôn nè. À, và giá của nó là thấy cái màu mờ là để 92 đô nè mọi người. 92 đô nè, đô la ở đây là số 92.00 đây. 92 đô đó. Cái này đây nó bán 92 đô nhưng mà thì tính ra là hơn 2 triệu đó. Nhưng mà mình tra trên mấy cái web thì thấy nó để có chỗ thì bán 1 triệu 9. Có chỗ thì nó giảm giá còn 1 triệu 7 50. Tùy theo chỗ nha mọi người. Nhưng mà mình bán là 1 triệu. Thì nước hoa đã qua sử dụng, anh em mua nó sẽ rẻ hơn trong hãng rất là nhiều. Có thể là 1 triệu thì so với 92 đô thì nó giảm hơn 50% đó. Thì nước hoa thì nó không có để hàng sử dụng cho nên là không có biết được mọi người. Không có biết được là nó hàng sử dụng bao lâu và nó đã để bao lâu rồi, cho nên là có thể là nó giảm so với hương ban đầu nha mọi người. Anh em mua cái này thì cũng hên xui thôi, chưa khui luôn nè. Nè, cái này mình check mã code nó ra luôn nè mọi người, để nước hoa Pháp nè. Nước hoa Pháp để mình tìm kiếm coi có trang web nào nó có không, để tìm kiếm trên eBay nó có bán không. eBay nó không có bán nha mọi người. Tìm kiếm trên web coi nó có bán không. Nó có hình ảnh nè. 14ml nha mọi người, chai này là 14ml. Đã. 14ml. Đây 1.6 triệu nè. Ở trên đây là nó 3 triệu mấy nè. Này cũng 14ml nè. Mà nó 3 triệu mấy. Mà không biết nó có phải là y chang hiệu gì không nha mọi người. Cái này là N5, N19 nè. Nói chung là nó tùm lum giá chứ. Có cái 7ml mà nó 2 triệu mấy nè. Đó, mình tìm trên web thì nó mã code thì nó lên nha mọi người. Thì nó để 92 đô đó, là hơn 2 triệu đó. Rồi cái này là 1 triệu nha mọi người, đã bao phí vận chuyển. Bây giờ là nói gì nói thì cũng phải khui ra một cái nha mọi người, để coi cái gì ở trong. Để nhiều khi ở trong nó không có nước, rồi khui về bán về cho anh em rồi cái nó lu bu nữa. Cho nên là bắt buộc phải khui nha. Bắt buộc phải khui ra. Đó. Lỡ cái chai ở trong nó không có nước thì phiền lắm, tại vì không có khui rồi nhiều khi anh em nói thì mình cũng không có tin. Nói chung là không tin qua không tin lại thì cũng khó lắm. Nè, khui ra, mở nắp ra, bên trong nó còn một lớp nữa nè mọi người. Đây, bên trong nó còn một lớp nữa, không biết là cái gì ở trong. Rất là đã nha mọi người.
Made in Rancy chỉ có 14 ml thôi nha. Cái này Khui không biết sao, nó còn cái tem ở đây nữa nè. Để mở nhẹ nhẹ ra mọi người. Chữ nó là chữ nổi luôn nha. Lần đầu tiên khui chai nước hoa chính hãng luôn. Đó, bên trong là nó như vậy nha mọi người. Đây. Còn nguyên. Chỉ có 14 ml thôi nha. Nhỏ nhỏ gọn nè, anh em nhìn trong cái lòng bàn tay anh em cũng biết nè, nhỏ xíu nè. Đó, để trên nó khoảng hơn hai ngón tay một chút rồi. Thì 14 ml anh em cũng biết rồi đó. Chữ nổi mọi người, cái tem nó chữ nổi luôn. Rồi, để vào lại cho anh em. Đó, giá rất là rẻ nha. Chỉ có 1 triệu thôi nha mọi người. So với giá mới thì rất là đắt. Nhưng mà mình mua hàng đó thì nói chung là cái giá bán cái lô này á, là hai chai này nữa là hết rồi mọi người. Thì cái lô này chắc chắn là lỗ rồi, nhưng mà bán cái giá là cho anh em xài được hàng chính hãng, nhưng mà với cái giá là nó rẻ nhất nha mọi người, tại mình xài hàng si mà, với cái giá là nó rẻ nhất. Rồi, mã số 1 giá 1 triệu nha, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 2 giá 1 triệu mốt 50. Chai này thì đã khui rồi mình có thử rồi, còn chai kia là không có thử gì hết nha. Chai kia không có thử mùi gì hết, khui trước mặt anh em luôn đó, mình không có thử luôn, không có đụng tới luôn nha, nó còn nguyên zin luôn đó. 1 triệu mốt 50, chai này thì 15 ml, ý 50 ml nha mọi người, 50 ml. Đó, chè neo coco nè. Chè neo coco. Mấy cái chè neo này á, hoặc là nước hoa Pháp xịn đó mọi người, là nó luôn luôn có 3 tầng hương nha. Luôn luôn có 3 tầng hương, hương đầu, hương giữa, hương cuối gì, hương tùm lum đó. À, mà hương hoa dữ dữ không à. Nói chung là nó có tới 3 tầng hương lận. Cái này cũng vậy nè, chai này thì tra trên web thì nó phải bán khoảng từ 2 triệu 2 đến 2 triệu rưỡi. Để mình coi lên rồi có không. Đây nè mọi người, nó nè, 2 triệu 7 50 nè. Đó, nó nè mọi người. Y chang nè. 50 ml. Xuất xứ Pháp nè, hương phương Đông cây nồng. Ra mắt từ năm 1984. Độ thơm là rất lâu nè, từ 8 đến 12 tiếng. Nhưng mà để lâu thì không biết nó là sao nha mọi người, từ 8 đến 12 tiếng. Nó hương đầu, hương giữa, hương cuối nè. Tỏ hương xa 1 đến 2 mét nè. Thời gian sử dụng khuyên dùng là ban đêm, mùa thu, mùa đông. Phong cách nồng nàn quyến rũ, trưởng thành, hương đầu, ngò thơm, quả quýt hồng, trái đào, hoa nhài. Đó, hương đầu, hoa hồng bumerangi, hương giữa, hoa mimosa, đinh hương gì đó, hương cuối. Nói tùm lum đó. Này nó có phổ biến là 35-50%, và chai này hiện tại là nó 50 ml, là giá nó 2 triệu 7 50 nè. Và cái chai này thì nó không có phải là dạng xịt gì hết nha mọi người. Chai kia thì mình không có khui, không biết là cái dạng gì. Và cái nắp của nó thì anh em về mở cẩn thận nha. Mở cẩn thận, cái nắp nó đơn giản, nó không có gì cho mọi người. Nó chỉ có cái nắp đậy vậy nè. Đậy nó hơi chặt, anh em phải dặn ra. Và về xài cách nào thì cũng không biết nữa. Về mà mình nhúng cái gì vô hả, nó có cái đồ hút vậy đó, anh em phải mua cái đồ hút hay sao đó. À, nó chỉ có nắp gì thôi, nắp gì thôi. Và cái này mình đã thử rồi nha mọi người, đã chấm thử vào áo rồi thì nó thơm á, là mùi hương thì nam nữ đều xài được, mùi hương thì thấy nam nữ đều xài được nha. Mà cái này nước hoa này hình như là nó chuyên cho nữ nè, mà mình thấy nam xài cũng được nữa. Và chấm vô cái áo á, là khoảng 7 giờ tối mà tới ngày hôm sau nó vẫn còn hương thơm nha mọi người. Tại ngày hôm sau mình đem cái áo đi giặt rồi. Là 7 giờ tối đến khoảng 9 giờ ngày hôm sau là nó vẫn còn mùi hương. Vẫn còn mùi hương thơm luôn đó. Mà mình treo trong phòng đó nha. Tối mình mặc một chút rồi mở cái áo ra rồi treo trong phòng á. Rồi
để khoảng 9 giờ hôm sau vẫn còn mùi hương nha. Mã số 2, 1.450.000 đã bao phí vận chuyển luôn. Tại vì chai này sao nó mắc, tại vì nó 50ml nha mọi người. Giá nó cao hơn. Và giá nó không được phân nửa của thằng chai mới nữa. Anh em lưu ý nha, chai này thì mở cẩn thận nha. Coi chừng mình mở làm rớt xuống là nó đổ hết trơn á. Bán cho anh em với cái giá tốt nhất để anh em xài. Cho biết hàng chính hãng nha. 1.450.000. Hai chai nước hoa là giới thiệu hơi lâu chút, anh em thông cảm nha. Rồi tiếp theo là mã số 3, giá 400.000 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Giá 400 nha mọi người. Đây. Một cái bóp nha, bóp hàng si nha mọi người. Hàng si. Nói chung là ngoại hình nó cơ bản là còn đẹp nha. Ngoại hình thì còn khá là ok đó. Là cái này là khả năng là chỉ là hàng trưng bày thôi mọi người. Bên trong là lót vải nha, mặt này là vải, còn mặt này là nó vải phun sơn nè. Đó, mặt này là vải phun sơn. Mà vải phun sơn thì nó không có bền bằng vải. Vải phun sơn thì mình xài lâu ngày á là có thể là nó bị bong cái lớp sơn lên nha mọi người. Bong lớp sơn hoặc là nó nứt chỗ cốp ra cốp vào nè. Hiện tại thì nó còn đẹp hết nha. Nứt mà nó nứt cái lớp sơn thôi, chứ miếng vải bên trong thì nó còn y thinh. Nói để anh em lưu ý. Nhưng mà những cái hãng lớn mọi người đa số nó làm vải phun sơn mà. Những cái thương hiệu nổi tiếng một cái món hàng có thể vài chục triệu. Nhưng mà nó vẫn làm vải phun sơn. Để cho mình xài có thời gian có độ hư đó mọi người. Để mình thấy xấu xấu rồi mình mua cái mới. Hiệu này thì không biết nó xuất xứ từ đâu nữa. Đó, nó có in đó mà nhỏ quá cũng không thấy được mọi người. Quan trọng là đúng hàng si nha. Ngăn thì rất là nhiều ngăn nè. Ở đây một ngăn nữa nè. Rồi đây là một ngăn mở ra mở vô nè. Bên trong đây nè, bên trong thì vải phun sơn nha, còn đẹp nha, lót còn đẹp nè. Đó, lót còn đẹp. Bên đây thì lớp vải nè, này, mọi người xem nè. Mặt sau là lớp vải nè, vải bên đây nè, thấy rõ ràng. Nhưng mà mặt bên đây là nó phun thêm lớp gì nữa đó, mình gọi là nước sơn. Rồi bên trong nó có ngăn đựng thẻ nữa nè mọi người. Bên trong là ngăn đựng thẻ bên đây, ngăn đựng thẻ bên đây. Nó chỉ có như vậy thôi, một ngăn, hai ngăn và mấy ngăn đựng thẻ trong này. À, kích thước thì nó chắc là nó kích thước chuẩn của mấy cái bóp á. Ngang là khoảng 9,6 nè. Còn chiều cao là khoảng 11 11 gần 11,5 á. Rồi giá của nó là 400 nha mọi người, mã số 3, 400.000 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 4. Cái bóp còn đẹp á. 4.550.000 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Phi la nha mọi người. Đó. Màu còn khá là đẹp nha. 550.000 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đo nha mọi người. Cao là khoảng 11,3 nè. Còn chiều ngang là khoảng 9,7, 9,8. Giá của nó là 550.000 nha mọi người. Đó. Mấy hàng này giống như là hàng trưng bày đó. Này cũng vậy nè. Này cũng là trưng bày nhưng mà nó để thời gian lâu quá mọi người. Chắc là chưa xài, cái đen nó chưa xài, còn cái này là như là còn mới luôn, cũng chưa xài luôn nè. Cái này thì khẳng định hơn nè. Tại vì độ đẹp nó còn cao hơn, nhưng mà kiểu dáng thì nó không đẹp như kia. Chứ mấy cái này anh em mua là tiền triệu của mọi người, đấu giá tiền triệu không. Đó, bên trong vải nè mọi người, bên trong lót vải. Đây, một ngăn nè, vải nè, rất là đẹp nha. Một ngăn lớn thôi. Rồi mấy ngăn đựng thẻ, mấy ngăn nhỏ thì rất là nhiều nha. Đó, rất là nhiều luôn. Mấy ngăn nhỏ nhỏ để đựng thẻ nè. Rất là nhiều ngăn. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Đó, rất là nhiều ngăn nha. Rồi và bên đây có một ngăn nữa. Ngăn có dây kéo. Để mình đựng cái gì mình đựng nha mọi người. Đựng tiền, đựng gì, cái gì cũng được. Và bóp này nam nữ đều xài được luôn á. Nam nữ đều xài được nha. Rồi, giá của nó là 550.000 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Còn rất là đẹp nha mọi người. Còn rất là đẹp luôn. Mã số 4, 550.000 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nói chung là mình lấy rẻ thì bán rẻ mọi người, lấy giá cao thì mình bán cao. Chứ cái này anh em mà đấu giá Nhật thì mua không nổi đâu, cái này nhờ mua nguyên lô á. Chứ mà đấu giá Nhật thì cái này mà mình mua về tới nhà thì từ giá 1.500.000. Rồi, mã số 4 nha, 550.000. Tiếp theo là mã số 5, 450.000 đã bao phí vận chuyển.
Bóp này thì anh em hỏi rất là nhiều, nhưng mà đợt rồi có đăng một lần rồi mà mấy những anh em đó không có coi hay sao á, cho nên là hôm nay đăng lại nha, không có giảm giá được nha mọi người. Bóp loại này thì giá nó cao lắm, mà mùi bên trong nó vẫn còn mùi hương của da luôn, rất là thơm, giống như mùi thuốc bắc vậy. Và nó có hiệu nữa, bên trong lót vải rất là đẹp luôn nè. Đây là da nữa nè, mấy cái bóp này mình xài không biết tới chừng nào nó mới hư luôn. Ngăn rất là nhiều ngăn luôn nha, rất là nhiều ngăn luôn, đựng à, đựng thẻ đây nè, đây cũng vậy, nó chia ra hai ngăn nhỏ hai bên nè. Đó, đựng thẻ bằng vải nữa nè, chung là bao la ngăn luôn và có hiệu luôn. Hiệu này cũng chắc là cũng từ thương hiệu cổ mọi người, thương hiệu lớn á. Bên đây cũng vậy, rất là nhiều ngăn, nó làm hai bên giống nhau nha mọi người. Đó, cái này rất là rẻ, anh em nào mà có nhu cầu xài những cái loại giống như vậy thì nên mua nha. Và cái này nam xài được nha mọi người, nam nữ đều xài được hết. Và chất da nó rất là đã, anh em về ngửi thử như là mùi thuốc bắc vậy đó. Bên ngoài thì tại vì cái loại da như vậy mình thấy nó có thể là nó cũ kỹ đó, tại vì cái màu của mọi người có trầy xước, nhưng mà cơ bản là nó còn đẹp hết. Giá thì rất là rẻ, với cái loại da này mà có thương hiệu nữa, giá rất là rẻ nha mọi người. Anh em mà có nhu cầu thì nên mua. Chất da này rất là khó kiếm nha, khoảng 19,5 nè, 10 đó, cao 10, ngang khoảng 19,5, chỉ mài rất là đẹp. Ở đây nó có cái gì đây nè, để móc cái gì á, nhưng mà nó móc cái đầu cầm tay hay sao mọi người, nhưng mà nó không có cái móc nha, mất cái móc. Về anh em nào có móc thì mình muốn cầm tay thì mình có thể móc vô nha, chứ thường thường cái này là nó không có móc đâu. Nhưng mà sao nó có cái này nữa nè, chắc là nó thiết kế móc á. Anh em nào có móc thì mình móc vào. Và giá của nó là 450, mã số 5 nha, 450.000, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi tiếp theo là mã số 6, chưa ghi luôn, giá 130.000, này hôm trước có bán rồi nha mọi người. Và một số anh em hỏi mình có thử chưa, có test thử chưa, có trăm mấy chục ngàn à mọi người, 130.000 à, có test thử chưa. Thì mình cái này hôm nay mình đã test rồi, hôm nay là đến ngày thứ 5 nè, là 5 ngày á. Mã số 6 nha mọi người, 130.000, đã 5 ngày, 130k, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, bao phí vận chuyển, anh em lưu ý là hàng đã bao phí vận chuyển, và anh em mua hai món thì từ món thứ hai được giảm 30.000 đồng. Ví dụ này 130, này 130, anh em mua hai món thì nó thành 230 nha mọi người. Cho nên là anh em lựa chọn có thể là mình mua thêm, mua một món rồi có thể mình thêm món nữa để cho giá nó rẻ xuống nha mọi người. Và cái này là mình đã test ngày thứ 5 rồi, test thì mình châm xăng vào. Châm xăng vào. Rồi mình đậy lại, mình quẹt vài cái đó, đậy lại, xong rồi qua ngày hôm sau quẹt một cái nữa, vẫn còn cháy, đậy lại. Tức là mỗi ngày mình quẹt có một lần rồi mọi người, chứ không phải là mở ra thường xuyên nha. Mở ra thường xuyên thì có thể là nó ngắn hơn, thời gian nó ngắn hơn. Nhưng mà mình mở ra mình đậy vậy đó, là hôm nay là đến ngày thứ 5, là nó hơn 5 ngày đó. Nếu đến thời điểm này là khoảng 5 ngày rưỡi rồi đó. Thì anh em lưu ý là xài cái này nè, về á, khi mà giao hàng cho anh em á, có thể là mình nó lỏng á, mình dùng tay thôi nha, đừng có lấy búa đập nha, bóp xuống chút xíu. Ở dưới này cũng vậy, nếu nó lỏng thì mình lấy tay bóp xuống chút xíu cho nó cứng mọi người, cho nó cứng, cho nó kín nha. Nếu thôi nhiều khi nó lỏng mình đậy nó không đó, đậy vô cứng ngắc rồi nè, đừng có lấy búa đập nha, cái tay bóp mạnh xuống một cái là ok à. Vẫn còn xăng nha mọi người đó, mà nó rất là khó tắt nữa. Cái tim lúc đầu á, có thể là nó thấp ở dưới, anh em muốn lửa cao á thì anh em kéo lên nè, cái này mình đã kéo lên rồi nè, đã test sẵn rồi. Rồi về thì anh em chỉ việc xài thôi. Và cái này á, khi mấy anh em đặt hàng khác á, mình còn có mấy cái à, lấy 20 cái clip hôm trước bán còn có mấy cái à, cho nên là sẽ giao hết những cái mới, giao mới cho anh em. Còn anh em nào mua cuối cùng á thì mình sẽ giao cái này nha. Cái này thì 5 ngày rưỡi đó, và vẫn còn xăng nha, và mỗi ngày quẹt có 1 cái à. Nếu quẹt nhiều thì nó sẽ ít hơn nha mọi người. Và hiện tại nó vẫn còn xăng cháy, không biết nó lên đến bao nhiêu ngày đó, nhưng mà hiện tại là vẫn còn cháy, xăng vẫn còn tốt. Rồi, mã số 6, 130.000. Cái này thì nó gọn nha mọi người, nó bằng ngón tay trỏ à. Đó, để đo sơ cho anh em nắm nè, khoảng 6,8 chiều dài á, còn chiều ngang là nó khoảng 2,7, rất là gọn luôn, bỏ vô gói thuốc rất là gọn.
130.000 nha mọi người, hoặc là để bàn thờ để mình đốt nhang cũng được mọi người, đốt đèn đó. Rồi mã số 7 là 130 luôn, mã số 8 cũng 130 luôn, này đựng Zippo nha mọi người. Đựng Zippo này màu đen. Đựng vừa Zippo á 130.000, mã số 8 cũng vậy luôn. 130.000, đựng vừa Zippo này màu nâu, mã 8 là màu nâu nha. Anh em nào có xài Zippo nên mua một cái, nó bằng da bò thật nha mọi người. Và cái này là để mình dắt vô con đĩa quần được luôn nè. Bằng da bò thật và cái foam trên đây là nó rất là cứng. Đó. Nó không có bị xẹp cho nên mình đựng rất là đẹp nha. Và hàng Việt Nam sản xuất chứ anh em thấy chưa, USA anh em hỏi phải hàng Mỹ không? Nếu hàng Mỹ cái này thì anh em là một mua chắc là vài trăm ngàn chứ làm gì 1.3 triệu mà mua 130 mà mua được nha mọi người. Tiếp theo là mã số 6 7 8 à. Cái này 9 và 10 nha mọi người, để mình dán cái giá cái. Rồi, mã số 9 650, đã bao phí vận chuyển cho anh em và tặng kèm một cái vỉ là gồm có một cái cây chổi để mình vệ sinh nè, vệ sinh hộp quẹt nè. Cái này của Zugo để dành vệ sinh như Zippo được mọi người. Tim Zippo nè, đá nè, rồi cái dụng cụ này là cái gì không biết luôn. Cái này là tặng kèm cho anh em nha. Cái vỉ này mấy chục ngàn nè. Đó, và một cái nhân vật chính 650. Cái mình rất thích mấy cái cò mổ nè mọi người. Rất thích. Nó cổ kính và nó sản xuất đời cổ xưa mọi người. Có một số anh em hỏi mình đó là cái này nè, sao mà nó đồ xưa, tức là nó sản xuất lâu rồi. Nó khoảng 150 đến 1950 đến 1960 á, trong những cái thập niên đó đó. Mà tại sao nó vẫn còn sáng hoài? Có phải là hàng mới hay không? Đồng ngày xưa không phải như đồng bây giờ mọi người. Hôm trước thì cũng có cái điện thoại nói với anh em rồi đó, nó sản xuất năm 74 mà cái trong cái tai nghe nó còn mới cáo mà còn mới chát, đồng còn vàng khè luôn mọi người. Nó không bị oxy hóa tại vì ít xài. Loại đồng này nè, mình xài lâu ngày thì cái tay mình nó cầm nè thì nó sẽ bị lên nước, nó lên nước từ từ, nó vàng, nó bị oxy hóa từ từ. Còn mà không xài mình để hoài là nó sáng đẹp lắm mọi người. Ít xài thì nó rất là đẹp. Màu anh em nhìn như là y như là vàng đó, đồng mà nó y như là vàng 18 vậy. Y như vàng 18 mọi người. Đó, và cái này nó để chữ hiệu Ron xanh nè. Mình cũng không có rành cái này là hiệu nó là hiệu gì, hiệu có phải là xịn hay không. Mình canh là thấy giá có lợi là mình bán nha mọi người. Cầm nhẹ nha, chứ không có nặng nha mọi người. Nhẹ. Không có nặng nha. Nhưng mà mình rất thích cái những loại này, xài là cò mổ. Nó cầm xăng rất là lâu nha mọi người. 4,5 nè. 4,5cm. Bên đây là khoảng 5,3. À, nó cầm xăng là từ có thể là từ 5 đến 10 ngày á, tùy theo cái, từ 5 đến 10 ngày. Cái này là nói chung là mấy cái này ít người ta ít có xài lắm mọi người. Về anh em xài anh em vuốt vuốt cái tim lên cho nó gọn để nó lọt vô cái lỗ này nè. Nó mới đẹp nha. À, cái này có thể là mua sưu tầm trưng bày cũng được nha. Hoặc là xài cũng được luôn. Anh em lưu ý là cái con ốc lớn là con ốc châm xăng nha, mở này ra để châm xăng. Và con ốc này để thay đá, ốc lớn là xăng, ốc nhỏ là đá. Đó. Nó còn rất là đá nha mọi người. Đó. Anh em chỉ việc bấm thôi. Và châm xăng thì chắc chắn là nó lên lửa rồi. Ừ. Lên lửa nè. Đó. Tại vì nó hết xăng mọi người. Bánh còn rất là bén nha. Về anh em châm xăng là châm từ dưới lên á. Châm từ dưới lên thì nó sẽ đẹp nha, nó sẽ có xăng thấm đủ thì nó sẽ cháy nhanh nha mọi người. Tại nãy mình châm ở trên thì một hai cái là nó hết rồi. Đó, bánh còn bén. Về đá yếu thì anh em thay đá nữa là xài thôi. Nhưng mà này thì còn rất là tốt nha. Đó. Còn về thì mình có thể cắt cái tim cho nó gọn lại, nó cho nó đẹp. Cắt tim cho gọn lại cho nó đẹp nha mọi người. À, giá của nó là 650, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 9 nha, 650, mua sưu tầm trưng bày cũng đẹp nha mọi người. Đó, mình rất thích cái này. Cò mổ nó cầm lâu với nó đẹp. Tiếp theo là mã số 10, mã số 10 là 700 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn, vẫn tặng cái này. Cái này thì có hai bộ à. Tặng cho hai cái là hết. 700 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn.
Này, nó bọc da nè, để da thật nè mọi người. Automatic gì đó, chất lượng tốt nhất gì đó. Này, ốc này thay đá, ốc này xăng. Rồi bọc da nè, da bò bò dạ, dập cá sấu hay gì á. Dập vân cá sấu hay gì á. Về anh em này chùi thì mình sẽ nó sáng trưng lên liền. Hiệu của nó là thì này là hàng xưa hết nha mọi người. Nó sản xuất thì rất là lâu rồi, hàng xưa. Và do là người ta ít xài sao á, cho nên là nó còn rất là đẹp. Có cái là như là mới như chưa xài luôn mọi người, rất là đẹp nha. Cái này thì rất là mới luôn nè, tim nó chưa lên lửa luôn nè. Đó, về mà mình thấy nó thấp quá thì mình kéo tim cho nó cao lên chút xíu nữa. Bánh còn bén, cái này thì mới luôn, chưa xài luôn, bánh còn rất là đã nha. Rồi, đo nha mọi người. Bánh này còn rất cực kỳ đã luôn. Này là khoảng 5.5 nè, đường chiều cao là nó khoảng 4.5 nè. Giá của nó là 700 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 700 ngàn, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Mấy cái này anh em dặn ốc nhớ lưu ý nha. Lấy cái vít bự bự á, lấy vít nhỏ, nhiều khi mình dặn nặng tay là nó bị trầy ốc không có đẹp nha. Lấy vít bự, nếu vít nhỏ thì dặn nhẹ nhẹ thôi, đừng có dặn mạnh nha. Nè mọi người, này châm xăng phía dưới nè. Sẵn là thử cho anh em châm xăng phía dưới là lên liền mọi người. Mỗi cái là mỗi lên luôn nè. Nó tim nó hơi bị lội ra ngoài, về anh em làm cho nó gọn lại thì nó đẹp. Đó. Mỗi cái mỗi lên luôn. Đó, châm xăng phía dưới là nó lên rất là đẹp nha. Máy này xài đã lắm mọi người, xăng nó cầm lâu lắm, xài rất là đã. Đó, này như mới luôn mọi người. Như mới như chưa xài luôn đó. Rồi xăng nó cầm cực kỳ lâu luôn. Rồi anh em nhìn cái bánh xe nó ấn không? Đường ray nó rất là bén nha. Để vô xăng thử nha mọi người. Đây. Quẹt tịch cái là nó cháy à, nhiều khi mình bấm đây cái nó bị yếu á, để tay ngay là nó lụm liền. Quẹt cho nó ra hơi phía sau một chút. Đó, là lên liền. Tại xăng nó còn yếu mọi người. Rồi giá của nó là 700 nha. Mã số 10, 700, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em mà châm xăng đầy đủ là nó ngon lành lắm. Cái thân cái hộp quẹt á thì đa số nó cốt bằng đồng hết mọi người. Mấy cái này là đã lắm, anh em về xài vừa sưu tầm vừa xài rất là ngon nha. Cốt nó bằng đồng hết. Ở trên đây thì nó ở trong nó bằng thép cho nên cục hít nó hít. Còn cái này là hít không biết nó bằng gì, nhưng mà đa số là cốt đồng, rồi bên ngoài là nó mạ cái gì đó, có thể mạ chrome hay mạ niken gì đó. Đó. 10 700 nha mọi người, mã số 10 700, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo nha mọi người, tiếp theo mã số 11 nha. Mã số 11. Giá 250, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 250.000 nha, bao phí vận chuyển. Này nó có lỗi thì mới có giá đó nha mọi người. Lỗi cho nên nó mới có giá 250. Chiều cao này là khoảng 29 nè. Chiều ngang là khoảng 26 nè. Đó, bằng da nha mọi người. Da. Mặt sau nè. Đó, mặt trước nè, mặt trước này thì có một ngăn nè. Ngăn nè, bằng vải. Chỗ này thì nó hơi gách miếng nè. Ngay chân chỗ cái nút nè, nó hơi gách nhưng mà không sao, vẫn xài bình thường. Còn ở đây thì tự nhiên cái nó phun sơn ở đây. Nó hơi chóc nhẹ nè. Đó, vẫn xài ngon lành bình thường, mặt ngoài vẫn ngon lành bình thường nha. Bên trong thì tự nhiên nó phun sơn, thì nó có chóc nhẹ nhẹ thôi, chứ không có nhiều. Đó, gài thì mình xây lại. Xây lại nha mọi người, xây lại thì mới khóa được nha. Còn để vậy là không xây là không có khóa được nha. Phải xây lại mới khóa được. Rồi đây có một ngăn nữa. Bên trong lót vải nha mọi người. Là hai ngăn. Và một ngăn lớn. Cái này là bằng đồng hay sao á. Chốt này bằng đồng mọi người. Rồi dây kéo ở đây nữa là một ngăn lớn nè. Ngăn lớn thì bên trong nó có một ngăn lớn và nó có cái đồ để lót để mình bung cái đáy ra nè mọi người. Bung cái đáy ra. Rồi một ngăn nhỏ ở đây. Một ngăn lớn và một ngăn nhỏ, có thể bung cái đáy rộng ra. Còn dây đeo á, là dây này là đáng lẽ là cái dây đeo chéo nè, nhưng mà không biết sao mà nó ngắn quá. Cái này là nó có dấu hiệu cắt bớt nè mọi người.
có dấu hiệu cắt bớt nè, hình như là nó bị lỗi gì đó, nó cắt rồi nó đóng lại hay sao á. Về anh em có dây đeo chéo khác thì mình thay vô, còn không thì mình đeo cái này dây mình kéo ra nó ngắn nha, mình có thể tăng đưa ra vào nè. Đó. Nó ngắn, nó không có được dài như dây bình thường, nhưng mà này là chốt đồng nha mọi người. Nó không được dài như bình thường, mình có thể tăng đưa ra xuống tút dưới đây luôn nè. Nó ngắn, mình đeo thì nó hơi thấp chút xíu, ai lùn thì mình đeo được, còn không thì mình có dây đeo chéo mà có hai đầu móc á, mình móc vô. Rồi, giá nó 250 nha mọi người. Nếu có cọng dây mà gắn vô thì giá nó khác rồi, nhưng mà không có dây, ở nhà không có dây để mà gắn vào. Đó. 250.000 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Như dây nó bị lỗi gì đó, nó cắt bớt khúc rồi nó đóng lại hay sao. Tiếp theo là mã số 12. Mà nó đóng lại là của nguyên con đó nha mọi người, chứ không phải là mình làm nha. Ở bên đó nó làm sẵn hay sao đó. 12, giá 280.000, đã bao phí vận chuyển cho anh em. Da nha mọi người, mỏng nhẹ. Da nó ghép từng mảng nè, từng miếng nè. 280.000 nha. Có một ngăn nè, hai ngăn nè, và giữa một ngăn nữa là ba ngăn. Tổng cộng ba ngăn, nhỏ gọn, có thể xách đi chơi rồi hay gì cũng được. 27 nè. Chiều này là 24,5, chiều ngang 24,5, cao 27. Đó. Ngăn thì nó có dây kéo nha mọi người, ngăn có dây kéo hết nha, bên trong lót vải. Còn ở trong này là nó da hay gì á. Trong này là da hay sao? Da hay là da tổng hợp, cái này mình không có phân biệt được nha mọi người. Nhưng mà nó rất là mềm, mềm và nó rất là mềm, rất là giống da. Chắc là da bên ngoài da, chắc là bên trong cũng da luôn. Rồi, kéo lại nè. Rồi, giá của nó là 280.000 nha mọi người, mã số 12, 280.000. Rất là đẹp nha, xinh xắn, nhỏ nhắn, xinh xắn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 13 là giá 300, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 13 giá 300.000 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 13 giá 300, túi sách. Chiều ngang là khoảng 33 nè, còn chiều cao là khoảng 29,3. May rất là đẹp nha mọi người, kiểu dáng rất là đẹp. Da xong rồi nó may thêm giống như là nó thiêu chỉ gì đó. Công phu lắm, cái này mà hàng mới thì rất là đắt tiền. Đó, bên ngoài thì có một ngăn nè. Ngăn thử qua tút bên đây luôn nè mọi người. Cái này thì qua tút bên đây nè. Đó, một ngăn. Mặt này có một ngăn nữa. Là hai ngăn. Đó, bên trong lót vải nha. Bên trong lót vải sạch sẽ. Rồi à, bên trong quay sách nè mọi người, quay sách này nè mình có thể đeo vai được nè, thể đeo vai được đó, ở dưới đáy. Rồi bên trong thì vừa có gài nè, mình có thể gài lại mà vừa có dây kéo luôn, có dây kéo nên kéo luôn, dây kéo hoạt động bình thường nha. Bên trong nó có miếng lót để mình độn cho cái đáy nó rộng ra mọi người. Có miếng lót luôn để bung cái đáy cho nó rộng ra. Bên trong thì có một ngăn lớn, một ngăn lớn và một ngăn nhỏ. Ngăn nhỏ có dây kéo nè, ngăn nhỏ cũng bằng vải luôn nha mọi người. Ngăn lớn và ngăn nhỏ. Rồi, giá của nó là 300.000, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 13 nha, giá 300, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Khá là đẹp nha. Tiếp theo mã số 14 là cái túi bao tử nha mọi người, giá 450, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Túi bao tử nha, nó có hiệu nè, hiệu này Howdy ơi gì đó, không biết của nước nào, nhưng mà hàng là hàng si nha mọi người, hàng nội địa Nhật hết nha. Nó may cũng khá là chắc chắn nha anh em. 450 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đây có một ngăn nè, một ngăn nè, rồi đây một ngăn nữa nè, là hai ngăn nè. Này mở ra
Đây một ngăn nữa là 3 ngăn nè. Đây một ngăn lớn nữa là 4 ngăn nè. Và bên trong á, rồi một ngăn nhỏ nữa nè. Bên trong nó có cái dây này, không biết công dụng nó để làm gì nha mọi người. Công dụng nó không biết để làm gì luôn. Nè. Ở đây nó có phần đầu nè. À, cái dây này là nó gắn vô cái này nè mọi người. Cái đầu này là nó gắn vô chỗ này. Còn cái đầu này á là không biết kết nối cho cái gì luôn. Cái đầu này nè mọi người. Đây nè. Nó có cái chỗ đây nè để mình gắn cái đầu này vô nè. Cái đầu này để mình ghim cái đầu USB vô á. Đó, không biết để công dụng để làm cái gì nha mọi người. Nó có này nè, về anh em thích xài thì anh em xài, còn không thì anh em lấy cái dây này ra anh em bỏ. Còn thích xài mình nghiên cứu mà xài được cái gì á thì mình gắn vô. Gắn vô thì nó cũng dễ lắm nha mọi người. Nè, mình gắn vô sẵn cho anh em luôn nè. Anh em cứ để ngay vậy nè. Từ ngoài anh em đừng nhắm cho nó ngay vậy, anh em lấy ngón tay anh em đè cái là nó vô. Để vô rất là dễ, mở ra thì cũng dễ, mở ra thì chỉ cần gịch nó là nó ra. Tức là để ngón tay cái đây nè, gịch ra. Còn vô thì để ngay đè vô là xong. Rồi đo kích thước nha mọi người. Mấy cái này thì nó hơi lạ lạ cho nên là nó mất thời gian chút xíu, anh em thông cảm nha. Chiều ngang là khoảng 18 nè. Chiều cao lên tới trên này là khoảng 33 đó. Rồi. Giá của nó là 450.000, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số của nó là mã số bao nhiêu đâu rồi. Đây, mã số 14, 450.000, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em lưu ý là chốt hàng là chốt đúng mã nha, và chốt qua tin nhắn SMS, chốt qua Zalo, không chốt hàng qua phần bình luận nha mọi người. Không chốt hàng qua phần bình luận, anh em lưu ý. Chỉ chốt qua tin nhắn điện thoại hoặc là Zalo thôi. Rồi, tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 là 550.000, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 550, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Mã số 15 này là một cái túi hàng hiệu cũng cổ rồi mọi người. Mấy cái logo này là logo xưa không nè. Đó, và cái tên hiệu là cái gì đó. Trussadi gì đó. Chất nó là bằng canvas nha mọi người. Canvas phối với da nè. Da có chút xíu à, còn nhiều là canvas hết nha. Canvas thì anh em cũng biết đó, nó bền không thua gì da nha. Và những cái hãng lớn như là nó chuyên sản xuất bằng chất liệu này không nè. Nè, hiệu của nó nè mọi người, Made in Italy, hàng của Ý nha. Cái thương hiệu lớn là nó sản xuất đa số là chất liệu này, nhất là Burberry hoặc là Burberry, LV. LV chính hãng đó nha, LV xịn đó, Gucci. Bên trong miếng vải nè, anh em thấy không? Dập hiệu hết, mà vải bố nhìn rất là đã. Ngăn thì nó tập trung vào bên trong hết nha. Này, nếu nam xài á, thì mình lấy cái cọng dây này ra. Nam xài là mình không xài cọng dây này nha. Còn nữ á, nữ thì mình để cọng dây vô. Cọng dây thì nó cũng dễ lắm. Đây nè. Thì mình lật cái mặt này lại nè. Chọt vô rồi mình gài vô đây. Bên kia cũng vậy, rồi mình đeo. Để chọt vô thử để cho anh em nhìn thấy hình dung cái kiểu dáng của nó nha. Rất là đẹp và hiệu lớn nha mọi người. Mấy thương hiệu này nếu mình mua mới thì nó rất là đắt tiền nha. Đó, gài lại. Gài lại đeo. Phơm chéo ngang này nè. Đó, có thể đeo chéo được nha, dây đeo chéo. Là cái túi đeo chéo mà phơm ngang nó rất là đẹp, nữ xài đẹp nha. 30. Chiều cao là khoảng 21. Nữ xài là mình gắn cái dây này vô. Còn nếu nam xài thì mình bỏ cái dây luôn, mình chỉ cầm tay thôi. Và nữ thì cầm tay cũng sang nha. Nữ cầm tay cũng sang luôn. Và có thể đeo chéo được luôn. Bên trong thì còn khá là đẹp nha mọi người. Có một ngăn đây nữa nè. Đó, một ngăn lớn và một ngăn nhỏ à. Có dây kéo đơn giản vậy. Ngăn nhỏ có dây kéo thì có thể mình đựng tiền hay đựng gì đó. Đựng tiền, đựng vàng vậy đó. Ngăn lớn thì đựng đồ linh tinh. Đựng sổ đi họp được cũng đẹp nha mọi người. Đó. Hiệu nè. Cái chữ gì ở đây nữa nè.
trên từng con ốc là có dập logo thương hiệu hết. Logo thương hiệu nó là giống như hình một con chim đó mọi người, cái mỏ của con chim. Rồi qua mã nha mọi người, mã số 15, 550.000 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn, rất là đẹp nha. Tiếp theo mã 16 giá 700 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã 16 giá 700k. Máy này mà anh em mua những cái chỗ mà nó chuyên bán mấy túi hàng hiệu á là bạc triệu không nha mọi người. 700 đã bao phí vận chuyển luôn. Này hiệu nè, Fula đó. Đây, hiệu này nó hay kèm theo cái như y gan gì lắm nè, một cọc gì đó. Rồi da thật nè đó. Hiệu này hiệu lớn, đắt tiền, rất là đắt tiền. Hình thức thì còn khá là đẹp nha. Giá 700 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Này thì nó có xài rồi mọi người, xài rồi nhưng mà xài rất là ít, tại vì nó có sờn nhẹ 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 mọi người, sờn nhẹ nhẹ thôi. Giá này thì rẻ lắm, trong lô mới có giá này. Anh em nào mà săn hàng hiệu hoặc là mua hàng hiệu tặng vợ á, mình nên mua cái này. Chiều ngang là khoảng 42,5 nè, còn chiều cao nè mọi người, chiều cao thì khoảng 33 nha, cao khoảng 33, ngang ở dưới đáy là khoảng 42,5 á. Còn ở trên thì nó khoảng trên thì nó hơi khó đo mọi người. Trên thì mình bung ra thì nó như dưới đó, tùy theo cái độ bung khỏi đo. Cơ bản còn đẹp lắm mọi người. Anh em mà săn hàng hiệu thì nên mua cái này nha. Có thể đeo dài được, đeo dài hoặc là xách được luôn. Xách được luôn nha mọi người, rất là đã luôn. Cái quai nội, cái quai nó làm bằng da mà anh em. Nội cái quai này không cũng đủ tiền à. Rất là đã luôn. Có thể rút lại, có thể bung ra. Ở chỗ này là có cái đầu gài. Bên trong thì bên ngoài không có ngăn nha, ngăn tập trung bên trong hết. Bên trong là hiệu nè, vải dập hiệu hết nha mọi người. Hiệu nó đây, vải dập hiệu hết. Cái dây kéo cũng có hiệu luôn. Một ngăn có dây kéo, bên trong nó còn sổ luôn mọi người. Nó xài rồi mà cái này xài không có nhiều đâu. Đó, sổ nó để trong đây, nó để y thinh trong đó luôn. Xài rất là ít. Và giá này rất là rẻ luôn. Đó, sổ sách đồ đầy đủ luôn. Hiệu này anh em mua mà mấy cái chỗ nó chuyên bán hàng hiệu là vài triệu một cái không mọi người, không có rẻ. Đây có một ngăn nhỏ nữa và một ngăn lớn. Đây, vải còn sạch đẹp hết mọi người. Chứng tỏ là cái túi này nó xài ít lắm, không có xài nhiều. À, vải còn đẹp hết nha. Đây, 700 nha mọi người. Mã số 16 nha, giá 700 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Khi mà giao hàng cho anh em thì mình cuốn lại cho nó gọn nha. Đó, có thể làm như thế nào cho cái gói hàng mình nó gọn nhất, cuốn lại cho nó đẹp đẹp. Túi này to, có thể là mấy cô giáo rồi đi dạy cũng được mọi người, hoặc là công sở đi làm, rất là đẹp luôn. 700.000 đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 17 giá 450 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 17 450 đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, một cái túi nếu anh em thích gọn thì anh em lấy cái này nha. Thích gọn thì lấy cái này. 27, chiều cao thì khoảng 22,5, độ rộng, rộng thì khoảng hơn 9, khoảng 9,3. Đó, bằng da mọi người, và thương hiệu rất là lớn nha. Nina DC nè, thương hiệu lớn, bằng da mà nó làm kiểu xước nè. Rất là đẹp, bên ngoài có một ngăn, bên trong là vải là dập hiệu hết nha mọi người. Gài nè. Rồi đây có một ngăn nữa là có dây kéo nè. Về mình đựng đồ là nó bung ra mọi người, tại mình không có dồn để mình bung phơm á. Dồn vô bung phơm thì rất là đẹp nha. Anh em nhìn nè, rất là đẹp luôn. Và dây này có thể đeo chéo được. Muốn đeo chéo thì mình xả ra, nó rất nhiều lỗ nè. Dài ngắn gì xả ra tùy mình, có thể thu ngắn lại, có thể dài nè, có thể đeo chéo và có thể đeo vai được luôn. Dây còn rất là dài nha mọi người. À, dây nó xuống tút như này luôn. Nina Dixi nha. Bên trong thì bên đây một ngăn nè mọi người. Đó, bên đây có một ngăn nè, rồi ngăn nhỏ nữa. Ngăn nhỏ nó chia ra hai bên nữa. Bên đây cũng vậy, có một ngăn nè và một ngăn có dây kéo.
Dây kéo ở đây có hiệu luôn. Nina Dixie này hình như là thương hiệu nước hoa Pháp nữa mọi người. Nina Dixie này hình như hiệu Pháp. Thương hiệu nước hoa Pháp á. Thương hiệu này lớn đó. Rồi chính giữa một ngăn nữa mọi người. Hai bên là hai ngăn nè. Rồi mỗi bên là nó có ngăn nhỏ. Một ngăn nhỏ có dây kéo. Còn bên đây thì ngăn nhỏ không có dây kéo. Và một ngăn lớn bên trong nữa. Tất cả đều có dập hiệu hết nha. Và ngăn lớn thì nó có cái dây kéo để mình gài lại nè. Còn bên đây thì hai bên đây thì không có gài. Lớn thì có gài nha. Có dây kéo kéo lại luôn. Đó. Anh em không muốn nó dảnh lên thì anh em nhét nó xuống. Nhét nó xuống dưới. Đó, cái này không muốn dảnh lên thì anh em nhét xuống dưới mà nhét khéo tay chút xíu nha. Rồi, mã số còn đẹp lắm. Này là về là đeo rất là sang, những tặng cho những người phụ nữ thương yêu đeo rất là sang luôn. Khi mà mình để đồ cho nó bung phơm lên nó đẹp lắm. Giá 450, mã số 17 nha, 450. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái túi này đi chơi đi đám tiệc đồ là cực kỳ sang luôn nè. Đẹp lắm. Nó còn đẹp. Và vải là nó dập hiệu hết. Rồi tiếp theo mã số cuối cùng nha mọi người. Mã số cuối cùng là mã số 18, giá 2 triệu đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cái túi hàng hiệu đỉnh của đỉnh nha mọi người. Mấy cái túi này mà anh em mà mua mấy cái chỗ mà nó bán đồ hiệu á là vài triệu, 5-6 triệu á. Hiệu của Mỹ nha. Hiệu của Mỹ. Đây. Hiệu còn vàng ươm luôn nè. Ở dưới đáy nó cũng có hiệu luôn nè mọi người. Đó, một thương hiệu của Mỹ. Hình thức bên ngoài thì hàng đã qua sử dụng nhưng mà cơ bản là còn đẹp. Nó có dính mấy dơ dơ nhẹ nhẹ nè nha. Anh em lưu ý nha. Nhẹ nhẹ nè. Dơ nhẹ. Rồi bên đây thì nó đẹp hơn nè. Rồi đo nha mọi người. Túi này rất là sang luôn. Chiều này là khoảng 15 nè. Rộng á là khoảng 15. Cao. Cao là khoảng 24,5 nè. Chiều ngang. Chiều ngang thì đo phía dưới này đi. Là khoảng 34 nè. 34. Phía trên thì nhỏ hơn. Phía trên thì khoảng 29,5. Đó, rất là đã nha mọi người. Hàng hiệu là nó rất là đẳng cấp. Da đồ cực kỳ đã luôn. À, chỗ này nó có cục hít nữa nè. Để mình dây kéo mình dở lên mình cầm để mình kéo. Còn không bỏ xuống là nó hít vô rất là gọn. Bên đây cũng vậy luôn. Để ngay đây hít nè. Đó, rất là gọn luôn thấy không. Ngăn thì bên ngoài nè. Có một ngăn nè. Đó. Bên trong là vải là dập hiệu hết nha mọi người. Dập cái hiệu đó đó. Bên đây có một ngăn nữa nè. Là hai ngăn. Hai bên là nó có cục hít hết nha mọi người. Có cục hít để nó hít vào hết. Cơ bản là còn đẹp. Này nó có thiết kế có dây đeo chéo nữa. Mà nó mất dây đeo chéo rồi nha. Mất dây đeo chéo rồi. Này cũng vậy. Nó không có dây đeo chéo. Nhưng mà cái túi này không có ai mà đeo chéo chứ mọi người. Anh em nhìn nè. Không có ai mà đeo chéo chứ. Chỉ xách tay thôi. Xách để thể hiện đẳng cấp. Xài hàng hiệu thôi. Và hàng hiệu là chỉ có mua chỗ mình là nó rẻ thôi mọi người. Mấy chỗ khác mà đúng hiệu nó bán rất là đắt mọi người. Nó bán đúng giá thị trường á. Món này do anh mua trong lô cho nên là nó rẻ. Mở ra. Này là giấy bọc để mình độn phơm cho nó rộng á. Mọi người xem bên trong nè. Bên trong có một ngăn lớn to nè. Và hai ngăn nhỏ hai bên nè. Đó. Thương hiệu thì nó dập đây. Rồi có một ngăn nhỏ có dây kéo nữa. Vải dập hiệu hết nha. Và nó có mấy cái tag. Cái túi này nó sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người. Nè có mã code luôn nè. Đó. Có mã code và nó made in China nha. Sản xuất ở Trung Quốc. Và nó để 100% là bằng da bò. Đây 100% bằng da bò. Vải là dập hiệu hết luôn nha. Rất là đã luôn. Ngăn nó may 2-3 lớp vải. Cái ngăn nhỏ nè may hai lớp vải. Toàn bộ dập hiệu hết. Hàng thương hiệu lớn là nó vậy mọi người. Để cho anh em xem cái giá của nó nè. Cái giá trên mấy cái web nó bán là hình như mình có lưu lại nè. Có tra thử có lưu lại nè.
Đây, 600 đô nè mọi người. Và nó có cọng dây đeo chéo nữa, nhưng mà mất rồi. Nè, cọng dây đeo chéo đó nè, 600 đô là nó khoảng 12 triệu mấy, gần 13 triệu á. 600 đô mọi người. Còn cái túi nó còn độ đẹp nè, độ đẹp cao nè. Mấy cái hàng này là hàng đã qua sử dụng hết nha. Còn cái túi mà độ đẹp nó thấp hơn nè, nó xấu hơn thì cũng là 498, là 500 đô mọi người. 500 đô là độ đẹp nó xấu hơn, là nó khoảng 500 đô này. Nó có với mấy vết cấn rồi nè mọi người. Đó, nó xấu hơn nè, vết chạy nè. Đó, thì nó khoảng 500 đô. 500 đô thì nó cũng khoảng 10 triệu mọi người. Và hàng đã qua sử dụng đó nha. Cũng khoảng 10 triệu rồi. Mình chỉ là có là mất cái dây đeo chéo thôi. Mà dây đeo chéo thì không cần thiết, không có xài tới đâu mọi người. Do người ta không xài nè, cho nên là nó mới bị lạc mất. Chứ nếu người ta xài thì nó còn ở trong đây luôn rồi. Rồi nó là mã số cuối cùng là mã số bao nhiêu đây quên rồi. Mã số 18 nè, giá 2 triệu đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mấy cái túi nói chung là hàng thương hiệu lớn mọi người. Mấy cái Fula với Nina Dixie, Nina Dixie thì anh em cũng biết đó, nước hoa Pháp đó mọi người. Nó rất là đắt đỏ. Rất là đắt tiền, cho nên là anh em có điều kiện thì mua tặng những người phụ nữ thân yêu. Xài nhiều khi mình mua cái đó mình xài vài năm, thậm chí là nếu xài kỹ là xài cả đời luôn, nó chưa hư nữa mọi người. Nhất là cái túi Fula và cái túi này nè. Túi Fula anh em bao anh em giá thị trường luôn đó. Mua được cái túi như vậy không có bao giờ có cái giá đó đâu mọi người, nó rất là rẻ luôn. Rồi mã số 18 nha, giá 2 triệu đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi hôm nay có tổng số là 18 món hàng giới thiệu đến anh em. Anh em thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988 190303. Mình tên Được An Giang. Anh em đặt hàng thì lưu ý xem nghe suy nghĩ kỹ trước khi định chốt hàng. Anh em xem nghe suy nghĩ của món hàng đó nó như thế nào, công dụng ra sao và xuất xứ từ đâu, rồi có phù hợp với mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng nha mọi người. Và anh em nhớ nhấn like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Rồi, và anh em lưu ý là mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 30.000 đồng nha mọi người. 2, 3, 4, 5, 6 gì đó là từ sản phẩm thứ hai trở đi được giảm 30.000. Anh em mua càng nhiều thì nó càng giảm nha mọi người. Rồi, anh em lưu ý là chốt hàng qua phần bình luận là không được nha. Chỉ chốt qua số điện thoại hoặc là tin nhắn, rồi hoặc là Zalo, không chốt hàng qua bình luận. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều nha.